Okay, gentlemen, we're gonna place it up here on the roller, right here. Okay. Lift up, lower the back a little bit, okay? You okay, sir? You okay? Yeah, okay. Okay. Yes, sir. Thank you, gentlemen. Cô dâu, để bông đâu này. Bác vô ngồi đi bác. Mấy người lớn thôi chứ còn đi thì ngồi tự nhiên thôi. Xin Chúa, xin Chúa chúng con đang đau buồn thương nhớ người anh em chúng con, xin Chúa thương nâng đỡ cho chúng con được. Chúa đã qua đời mà cho người đã có lòng ước nguyện làm theo ý Chúa không bị phạt vì những việc đã làm, để như ở dưới thế đức tin chân thật đã liên kết tôi tới Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì trên trời lòng thương xót của Chúa cũng làm cho tôi tới Chúa được nhập đoàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Augustino được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi. Dạ, kính thưa cha và thưa tất cả các anh chị họ hàng thân quyến cùng các cháu, tôi đại diện cho gia đình của anh Augustino Bùi Trọng là xin rất là cảm ơn cha và tất cả mọi người đã dành bỏ hết công việc, thời gian và cái sự giá lạnh của ngày hôm nay và đã đến chia buồn, cầu nguyện cho linh hồn Augustino về nơi an nghỉ cuối cùng. Đó là một cái tình cảm rất lớn đối với gia đình chúng tôi. Và cái sự tình cảm đó, đó là một cái sự an ủi và một cái sự chia sẻ mà gia đình chúng tôi không bao giờ quên và xin ghi ơn rất là nhiều. Và một lần nữa là xin gia đình chúng tôi rất là không biết nói gì ngoài cái sự rằng là rất cảm động và làm cho cái nếu có cái điều gì sơ sót thì xin mọi người niệm tình tha thứ, xin thành thật cảm ơn. Và sau cái tang lễ này thì gia đình cũng đã trưa rồi, chắc là ai cũng là đói bụng nên là mời quý vị ra nhà hàng Kim Sơn để dùng buổi trưa. Xin thành thật cảm ơn. Và ai mà lớn tuổi á thì cũng nên nói với lại gia đình để cho người ta bớt tiền cho. Rồi xin cảm ơn. Là khi được tha thứ
chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thanh ái xin mở cửa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa tỏa năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Khi người ta đậy nắp kim tĩnh rồi chúng ta bỏ bông lên trên. Ma'am, be careful, please. He's gonna go that way. Yeah, he's gonna move that to the back, so be careful, please. Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con nơi mãi chia vời. Hãy cùng đàn thờ tấu lên chiều mến. Tôi là cuộc đời con thơm ngát hương trời. Hồng ân Chúa tràn chảy tháng năm. Tay con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận. Tìm con nhỏ bé nhưng... Yeah.
Đi tự nhiên nè, nên đi đi làm sao? Anh vợ anh Thành nha, còn em thì em đi xe đèo.